Rồi, nãy mình có làm một bảng nha. Trước mắt con chào mọi người nha. Cái nãy mình làm một bảng nhưng mà cái bảng này nó lúc nãy là mình không có chi tiết. Với lại một cái phần nữa là có những thứ mình cần phải nói. Cho nên là mình sẽ quay lại. Thì cái clip này là cái clip cái mẹo để các bạn xóa cái sương mù ở cái thành phố thứ hai trong cái tựa game Warpath này. Cái tựa game Warpath này thì mình cũng mới làm quen thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó mình đã lên tới phần thành phố 2 rồi, thì đây là cái mẹo để các bạn xóa cái sương mù để lấy cái tầm nhìn đó, tầm nhìn của chúng ta ở trong cái thành phố này nha. Thì bây giờ là cái mẹo này chỉ dành cho những bạn gọi là rảnh, thì những bạn mà bận để mà úp quân với lại úp tướng này kia thì chúng ta cho máy bay đi xóa thôi nha. Nhưng mà ý là cái mẹo này chỉ dành cho những bạn gọi là rảnh thời gian thì cái mẹo này. Còn cái gift code thì mình sẽ để lại ở cuối clip. Thì cái mẹo mình đơn giản như thế này là các bạn nhìn về cái tường nha. Đó là cái phần cái tường không thể xóa sương mù nữa. Thì thường là cái sẽ kiếm mình cái radar, thì radar nó sẽ quét 9 ô xung quanh cái radar đó. Thì đây là cái mẹo, chúng ta sẽ đếm từ cái vách tường ra nha. 1 1 2 3. Thì chúng ta sẽ cho máy bay dò ở cái giữa này. Còn thấy mình giờ dò cái khoảng giữa này nè. Thì khi kiếm được cái radar thì nó sẽ tản ra những ô xung quanh. Chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian gọi là cho máy bay đi. Thì đây là cái chức cho bằng những bạn rảnh này đó. Thì khi qua cái bên này mình đang làm được cái hố nữa nè. Thì nhưng mà bỏ cái từ này ra, chúng ta sẽ đếm nè, một nè, hai nè, ba nè, thì ở giữa đó, cho máy vô là rồi. Ở đây cũng tương tự, một hai ba nha, một hai ba ở giữa đây. Rồi, cho máy bay đã phá. Thì khi máy bay phá kiếm được cái tháp radar thì nó chúng ta sẽ dùng cái tháp radar đó để mở full. Anh được cái ghế ở đây. Ước hả? Rồi. Trong thời gian chúng ta chờ đợi đi kiếm thử may mắn, mình sẽ kiếm cái radar cho các bạn xem hay không. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái gift code. Gift code của ngày 20 tháng 2 này thì các bạn tranh thủ nha. Không kịp thì coi như là xong đấy. Rồi, gift đầu tiên cái forum. Thì mình đã nhận rồi. Cái này như là năm xị dầu thì phải. Rồi cái tiếp theo là game. Rồi cái gift này thì mình không nhớ, bởi vì mình vừa nhập được những rồi. Rồi thì nói chung là các bạn tranh thủ thời gian nha, chứ không là cái gift này người ta nhập đủ số lượng thì nó sẽ không cần nhập được nữa. Rồi vậy thôi, cái clip mình xin dừng lại đây. Cái gì? Tạm biệt tiếng Việt. Tạm biệt theo tiếng Pháp là Merci beaucoup. Không phải, cảm ơn của tiếng Pháp là Merci beaucoup. Rồi chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp sau. Mình nhắc lại lần nữa là cái gift code là các bạn phải tranh thủ nha, tại vì cái số lượng sử dụng của cái gift này có thể nó giới hạn. Thì những bạn nào mà không không có được cái gift thì hãy subscribe, chia sẻ đi, và kiểu như các bạn đăng ký kênh để sau này mà mình có up những cái clip có gift thì các bạn sẽ có liền, nhớ bật chuông thông báo. Ok, chào mọi người nha.